Xin kính chào quý vị đang xem bản tin của báo Tuổi Trẻ và tôi là Thanh Vi. Thưa quý vị, cập nhật bản tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 11 tháng 5. Tính đến trưa hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bản tổng sắp huy chương. Đoàn Thái Lan đang vươn lên xếp thứ hai. Việt Nam hiện đang có tổng 163 huy chương, trong đó có 51 huy chương vàng, 51 huy chương bạc và 61 huy chương đồng. Chiếc huy chương vàng đầu tiên trong ngày hôm nay thuộc về vận động viên Dương Thúy Vi ở nội dung thương thuật và kiếm thuật vào lúc 10 giờ 30 sáng. Dương Thúy Vi đã thi đấu tốt và đạt điểm khá cao ở hai nội dung thương thuật 9,606 điểm và kiếm thuật 9,623 điểm. Kết quả này đã giúp Thúy Vi đạt được huy chương vàng đầu tiên trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam. Vào lúc 11 giờ 50 vận động viên Nguyễn Thị Thật giành huy chương bạc ở nội dung đường trường tính điểm. Được kỳ vọng sẽ có huy chương vàng, nhưng đáng tiếc, nữ cua rơ Nguyễn Thị Thật chỉ giành được tấm huy chương bạc ở nội dung này sau khi cô để thua tay đua người Thái Lan. Còn vào lúc 12 giờ 10 Bia, hai cơ thủ Việt Nam tranh nhau tấm huy chương vàng Karam Ba Băng. Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự đã xuất sắc đánh bại đối thủ Campuchia ở bán kết Karam Ba Băng. Kết quả này đã giúp Thanh Tự vào chung kết và đối đầu với đồng hương Nguyễn Đức Anh Chiến. Điều này đồng nghĩa Việt Nam chắc chắn có một huy chương vàng bị Vào lúc 19 giờ tối nay, tuyển U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Việt Nam để tranh vị trí nhất bản B SEA Games 32. Dù tính chất trận đấu không mang ý nghĩa sống còn, nhưng cuộc đối đầu giữa Thái Lan với Việt Nam luôn rất máu lửa. Ai cũng không muốn thất bại trước một kình địch và người hâm mộ cũng mong chờ một chiến thắng cho đội nhà. Đội chiến thắng sẽ giành ngôi đầu bảng B và tránh được đối thủ khá mạnh ở bán kết là Indonesia. Tờ Thairath đã có bài viết phân tích và nhận định trận đấu giữa hai đội sẽ rất thú vị với tư cách là hai nền bóng đá hàng đầu của Đông Nam Á, không ai muốn thất bại. Đây cũng là cơ hội cho các tài năng trẻ Thái Lan chứng minh và đòi nợ sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 31. Tuy nhiên, trong 5 lần gặp nhau gần nhất ở đấu trường SEA Games, bóng đá nam của Thái Lan giành chiến thắng trước Việt Nam 2 lần. Chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước Thái Lan trong 5 trận gần nhất chính là chung kết SEA Games 31. Thay cho huấn luyện viên Park Hang Seo đã đánh bại Thái Lan 1-0 để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Tin nói lịch sử đang đứng về phía Thái Lan, nhưng các cầu thủ Việt Nam có quyền tự tin vì thành tích đối đầu đang được cải thiện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của báo Tuổi Trẻ. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trên tuổi trẻ vn video.tuổi vn kênh youtube của báo Tuổi Trẻ. Xin cảm ơn.